Xuân Minh Nghệ VIP xin chào các bác. Hôm nay, shop giới thiệu tới các bác tác phẩm nghệ thuật Diệm Phật Thích Ca, được chế tác từ chất liệu gỗ lũa bách xanh, thơm ngát, tượng liền khối 100% ạ. Tác phẩm trên được chế tác thủ công theo lối nghệ thuật bắt dáng theo thế lũa của gỗ. Diệm Phật Thích Ca có kích thước cao 44, ngang 42 và sâu 7. Và ngay bây giờ, xin mời các bác cùng ngắm chi tiết tác phẩm Diệm Phật Thích Ca gỗ lũa bách xanh. Tượng được tạo hình đục moi từ phôi lũa tròn gỗ bách xanh. Diện ngài được đục hóa vào khối lũa với phần ẩn, phần hiện rất nghệ thuật, toát lên thần thái vô cùng tuyệt vời ạ. Các chi tiết khác như tiểu đồng đứng bái Phật, lư hương với khói bay uốn lượn, cây bồ đề cổ thụ với thân và cành được chặt tỉa, di sần vỏ nằm nổi bật nên nét già lua cổ thụ của cây. Tán lá cũng được tách tỉa rất kỹ và tinh tế ạ. Còn đây là phần da gỗ của lũa, được để tự nhiên rất nghệ thuật ạ. Nét độc đáo ở pho tượng này chính là phía trên khối lũa đã được thợ của shop tạo lỗ để các bác có thể đặt nụ sông trầm lên rất tuyệt vời ạ. Phật Thích Ca Mâu Ni là một trong những vị Phật đứng đầu trong Phật giáo, là người mở đường cho Phật giáo phát triển. Hình ảnh Phật Thích Ca ngồi thiền với tâm thái ổn định, nhẹ nhàng, thể hiện sự thanh tịnh, giác ngộ, giúp con người thoát khỏi những tai họa, buồn đau, muộn phiền trong trần tục. Đức Phật ngồi trên tòa sen, tỏa những tia sáng hào quang, chiếu sáng để thể hiện được mọi việc luôn sáng suốt, soi đường, chỉ lối cho con người, mọi vật trên thế gian. Đôi mắt của tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường đăm chiêu, nhìn xuống, biểu thị cho sự quan sát nội tâm, tĩnh lặng để quan sát vạn vật xung quanh và giải thoát con người khỏi sự khổ đau. Đối với gia chủ, trưng bày hoặc thờ tượng Phật Thích Ca trong nhà sẽ giúp tâm được thanh tịnh, an lành và hướng thiện, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với tác phẩm trên, các bác có thể đặt tượng ở nhiều không gian khác nhau như phòng khách, phòng thờ, phòng làm việc, ở vị trí trên cao, trang nghiêm và sạch sẽ như treo trên tường, đặt trên bàn, trên đôn, trên kệ, với hướng nhìn ra cửa chính hoặc nhìn về hướng đông. Các bác hết sức lưu ý, tuyệt đối không đặt tượng Thích Ca xuống đất hoặc đặt ở những nơi thiếu trang nghiêm, thiếu sạch sẽ như phòng bếp, phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm, nhà vệ sinh. Nếu thờ thì không được đặt thờ chung với tượng thần tài, vì tượng thần tài tài độ về tài lộc. Nếu cúng thờ ngài thì dùng hoa quả hoặc đồ chay. Và để có giá tốt nhất cho tác phẩm trên thì các bác có thể liên hệ tới shop qua 3 số điện thoại Zalo là 0818 999 679 0982 21 26 46 và 0849 83 88 58. Hoặc các bác có thể truy cập qua website www.gomỹnghevip.com để theo dõi và đặt hàng. Đặc biệt, sau khi xem xong video này, các bác hãy like, comment và chia sẻ để ủng hộ cho shop ạ. Các bác hãy nhớ nhấn ngay nút đăng ký kênh YouTube Gỗ Mỹ Nghệ VIP để theo dõi các sản phẩm mới nhất của shop.
Chúc các bác nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống.